Mẹ sinh con. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị đã có thai. Tôi có thai ư? Nhưng tôi cũng phải chia sẻ thật với chị, với tình hình sức khỏe của chị thì việc có thai là rất nguy hiểm. Ôi, con tôi! Chị không những bị bệnh giòn xương mà nhóm máu của chị thuộc nhóm máu hiếm. Không có nhiều người có cùng nhóm máu với chị. Nếu gặp trường hợp cần máu gấp, sẽ rất khó xoay sở. Chẳng lẽ tôi phải bỏ con của mình ư? Không ai muốn chuyện đó xảy ra cả. Nhưng trong trường hợp của chị phải thật sự cân nhắc. Vì tôi không dám chắc chị có thể vượt qua quãng thời gian mang thai. Có thể con của chị cũng sẽ mắc bệnh giòn xương di truyền từ chị. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi hiểu bác sĩ lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của tôi, cũng như tương lai của em bé. Nếu em bé được sinh ra, tôi sẽ cân nhắc về việc này. Chẳng lẽ mình phải bỏ con ư? Không, mình không thể bỏ con được. Con của mình đáng yêu thế này cơ mà. Anh à, em có chuyện gì thế em? Em có thai. Sao cơ? Em có thai à? Trời ơi, chúng mình có con ư? Nhưng không được. Em không thể nào. Còn sức khỏe của em nữa. Anh rất muốn có con, đúng không? Chúng mình khi lấy nhau đã thống nhất là không sinh con rồi mà. Nhưng em muốn có con. Em sẽ sinh cho anh đứa con ngoan ngoãn và xinh đẹp. Trời ơi, em không những bị bệnh giòn xương mà còn bị dị dạng cột sống và thêm nhiều bệnh hiểm nghèo khác. Làm sao em có thể vượt qua khó khăn 9 tháng 10 ngày mang thai? Em làm được mà. Vì sao em biết mình có thể làm được công việc khó khăn này? Ngay cả những phụ nữ khỏe mạnh còn thấy rất vất vả kìa. Vì em là một người mẹ. Một người mẹ có thể làm được tất cả cho con của mình. Trời ơi, em ngang bướng quá. Hơn nữa, bệnh của em có thể di truyền đấy, em biết không? Nhưng em không thể bỏ con được. Mình biết anh ấy rất mong muốn có con, nhưng anh ấy lo lắng cho mình nên mới thế. Mình phải làm sao đây? 3 tháng sau, chúng tôi đã làm các xét nghiệm sàng lọc trước sinh. Vui mừng thông báo cho chị là khả năng cháu bé di truyền từ bệnh giòn xương của chị là rất thấp. Ôi, vậy ư? Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Anh thấy chưa? Con chúng ta sẽ không sao. Em biết mà. Con chúng ta sẽ không sao. Tôi thật sự rất lo lắng. Cháu bé lớn lên, áp lực xương của chị sẽ rất lớn. Có thể tính mạng của chị phải cân nhắc cho thật kỹ. Em à, bác sĩ nói đúng đấy. Em bị bệnh xương thủy tinh, em nhớ không? Khi mang thai sẽ cần một lượng canxi rất lớn để nuôi con. Mà xương của em như thế, em hãy suy nghĩ lại. Hãy tin em sẽ vượt qua được. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì, anh hãy chú ý đến sức khỏe của chị ấy. 9 tháng mang thai đối với chị ấy sẽ không dễ dàng đâu. Có vấn đề gì thì hãy đến viện ngay lập tức. Dạ vâng. Anh cứ để chị nhà ở đây để chúng tôi khám. Anh ra ngoài đi. Xin bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy. Được rồi, anh ra ngoài đi. Vợ anh đã qua cơn nguy kịch. Nhưng toàn bộ cột sống của chị ấy đã bị dị dạng. Cần cho vợ anh nhập viện ngay lập tức, đề phòng nguy hiểm tính mạng. Vâng vâng. Cháu đồng ý ạ. Anh ơi, thôi em không ăn nữa. Em đau lắm. Sao cơ? Đến nuốt cháo cũng đau à? Vâng. Khổ cho em quá. Liệu em có cố được không? Em cố được. Nhất định em vượt qua được. Đừng bỏ con nhé anh. Ôi, em đau quá. Bác sĩ ơi, cứu vợ cháu với!
Xin ông trời giúp đỡ cho cô ấy, xin phù hộ cho con của cô. Ôi, bác sĩ ơi, tình trạng vợ tôi thế nào rồi ạ? Ca mổ thành công, mẹ tròn con vuông rồi. Chúc mừng gia đình anh. Chị ấy quả là một người mẹ vĩ đại. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Anh không cần phải cảm ơn tôi, hãy cảm ơn chị ấy. Chị ấy đã bất chấp tính mạng của mình để sinh con. Giờ anh đã được làm bố, hãy nhanh chóng vào phòng phẫu thuật với chị ấy đi. Tóc hát. Lan Hạnh, chúc mừng em đã trở thành gương mặt đại diện thương hiệu cho công ty dầu gội Sunrise. Rất nhiều người mẫu nổi tiếng đã được đề nghị cho vị trí này, nhưng họ đã quyết định chọn em. Em cũng rất bất ngờ anh à. Đây là một hợp đồng quan trọng, có thể giúp em tiến xa hơn và được nhiều người biết tới hơn. Vì vậy, hãy cố gắng và giữ gìn hình ảnh nhé. À, mà em phải đặc biệt chăm sóc mái tóc đấy nhé. Trong 3 năm phải giữ nó luôn suôn mượt và dài ngang lưng. Một trong những lý do họ chọn em là vì em có mái tóc theo đúng tiêu chuẩn quảng cáo của họ. Vâng ạ, em biết rồi mà. Theo yêu cầu của họ thì ngày mai sẽ tiến hành quay quảng cáo cho sản phẩm dầu gội đấy. Vậy em đi làm tóc đi. Em đi rồi về sớm nha. Chiều nay công ty Sunrise tổ chức đi tặng quà cho một số hoàn cảnh khó khăn ở Viện Nhi. Em cũng phải góp mặt đấy nhé. Vâng, em biết rồi ạ. Các cháu à, hôm nay có người mẫu Lan Hạnh, đại diện thương hiệu của công ty Sunrise, tới thăm và tặng quà. Các cháu có thích không nào? Dạ thích ạ. Chị Lan Hạnh, Lan Hạnh, Lan Hạnh. Ồ, chị ấy xinh quá. Cảm ơn em. Của em nè. Thích quá, thích quá. Chị tặng em, chúc em mau khỏe nhé. Dạ em cảm ơn chị. Tóc của chị đẹp quá. Ước gì em cũng có được mái tóc như chị. Tóc của em... Dạ, cháu bị ung thư, phải xạ trị nên tóc rụng hết rồi cô à. Tội nghiệp em quá. Có rất nhiều bệnh nhân, có lẽ chúng ta đi tiếp thôi. Em bé ngoan, gắng chữa cho khỏi bệnh em nhé. Dạ. Mẹ ơi, ước gì con cũng có được mái tóc như của chị ấy. Liệu mái tóc của con còn có thể mọc lại không mẹ? Em nghĩ gì vậy, Lan Hạnh? Anh à, từ chiều về em cứ bần thần hết cả người. Em muốn cắt tóc ngắn ngay bây giờ. Cái gì? Cắt tóc? Sao em lại cắt tóc? Trong vòng 3 năm tới, em phải nuôi tóc dài theo cam kết thỏa thuận trong hợp đồng quảng cáo đấy. Em biết. Nhưng hôm nay em gặp bé bị ung thư rụng hết tóc trong bệnh viện Nhi. Em thấy thương quá à. Em muốn tặng cho em bé mái tóc của mình. Trời ơi Lan Hạnh, em nghĩ gì vậy? Em tặng tóc, bộ tóc của em có giá hợp đồng bạc tỷ đó. Nếu thích, em có thể mua tặng một bộ tóc giả bán đầy ngoài kia kìa. Ý của em không phải như vậy. Em muốn làm một điều gì đó. Vì các em, vì những bệnh nhân ung thư cơ. Một mình em thì làm được gì? Anh can em, ngày mai là ngày quay quảng cáo rồi. Em làm thế thì em phải đánh đổi cái hợp đồng đáng mơ đấy. Em hiểu không? Em có dám đánh đổi không? Đừng làm chuyện dại dột vô ích đó. Em mà bị cắt hợp đồng thì em phải tự bồi thường và cũng phải rời công ty quản lý này luôn. Em nghĩ cho kỹ đi. Trời ơi, Lan Hạnh, em hại anh rồi. Thế này thì cả anh và em chết chắc rồi. Em xin lỗi, nếu em không quyết định cắt ngay, thì có lẽ sẽ không bao giờ em làm được điều đó. Xin chào, hai người đến rồi à? Ủa, Lan Hạnh, tóc của cô... Chuyện gì thế này? Như đã thỏa thuận trong hợp đồng, cô phải để tóc dài. Quảng cáo tóc của công ty chúng tôi cần người có tóc dài, chứ không phải một nhúm tóc như thế kia. Phen này thì chết chắc rồi. Lan Hạnh ơi là Lan Hạnh ơi. Dạ, em biết rõ điều khoản đó. Nhưng em có chút việc cần phải cắt tóc ngay. Anh có thể nghe em giải thích. Em tin là nghe em nói xong,
anh sẽ... Thôi khỏi đi, coi như cô không tôn trọng hợp đồng. Tôi sẽ báo cáo lên giám đốc, hôm nay không quay gì hết cả. Cô lo chuẩn bị bồi thường vì phá vỡ hợp đồng đi. Nếu anh không nghe em giải thích, anh có thể chờ thêm chút nữa được không ạ? Chờ gì chứ? Thôi dẹp hết, hỏng hết cả việc của công ty. Giờ tôi còn bận tìm gương mặt đại diện khác nữa. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Giám đốc đến rồi ạ. Chuyện là thế này, cô Lan Hạnh, cô ấy cắt tóc ngắn ngay trước buổi ghi hình quảng cáo sản phẩm của công ty, coi như phá vỡ hợp đồng, nên em... Tôi cũng tới đây vì chuyện đó đây. Giám đốc cũng biết rồi ạ. Vậy thì chúng ta có thể hủy hợp đồng luôn được rồi ạ. Tôi biết từ hôm qua rồi, nhưng chưa kịp gọi cho cậu. Cô ấy có gọi điện cho tôi, trao đổi về việc cô ấy muốn thay đổi điều khoản trong hợp đồng, và đương nhiên là tôi không đồng ý. Nhưng sau khi nghe cô ấy giải thích, tôi đã đồng ý và quyết định thay đổi kịch bản quay hôm nay làm thành phóng sự tặng tóc dài. Qua đó, chúng ta và Lan Hạnh sẽ kêu gọi mọi người cùng tặng tóc cho bệnh nhân ung thư. Tôi tin là việc làm của Lan Hạnh sẽ lan tỏa ra cả cộng đồng, sẽ giúp ích rất nhiều về tinh thần cho người bệnh. Em thành thật cảm ơn giám đốc ạ. Không phải cảm ơn tôi đâu, chính tấm lòng của cô đã thuyết phục được tôi. Và tôi tin đó mới chính là thước phim quảng cáo chân thực nhất, hiệu quả nhất, khiến người tiêu dùng nhớ tới sản phẩm của công ty. Tôi cũng đã mời cả cô bé được Lan Hạnh tặng tóc tới đây ghi hình phóng sự. Nào, vào đây cháu bé. Chị Lan Hạnh ơi! Ôi, mái tóc của em! Em đẹp lắm! Món quà đặc biệt. Mẹ ơi, mẹ. Lạnh quá. Chết thật, mẹ ốm lâu chưa? Sao không gọi cho con về? Mẹ ốm mấy hôm rồi. Mẹ nằm nghỉ, để con mời y sĩ trạm xá đến khám cho mẹ. Không được đâu con à. Y sĩ xã đi tập huấn trên tỉnh chưa về. Cả bản nhiều người bị dịch sốt rồi con à. Chết, để con đưa mẹ lên bệnh viện huyện. Thôi, đi viện tốn kém lắm. Hay con mời thầy cúng về, đuổi con ma bệnh tật đi xem sao. Cùng bản có thể khất tiền thầy cúng trả sao cũng được. Thời nào rồi mà mẹ còn tin vào thầy cúng. Thôi cứ đi viện đã, có gì con sẽ thu xếp sao. Bác Siêu ơi, bác có nhà không? Anh Lũ hả? Bố em đi chở khách đến đêm mới về cơ. Thế này mẹ con mình phải đến chiều mới lên đến huyện. Giúp được gì không? Ôi vàng ơi, may quá. Mẹ tôi bị ốm, tôi đưa mẹ đi viện. Đường xa không đi nhờ xe được. Trời sắp tối rồi, mẹ tôi chắc mệt quá rồi, nên chắc không đi nổi nữa. Nhờ bác. Được, tôi có việc về thị trấn, hai người có thể đi cùng tôi. Cảm ơn bác quá. Ấy, cháu không có tiền để vào phòng khám tư đâu. Bệnh mẹ cậu để lâu sẽ gây biến chứng. Bệnh viện huyện còn xa lắm. Cậu cứ vào đây, phải lo cho bà đã. Tiền nông nói sao? Hóa ra, ông là bác sĩ à? Hôm nay chị có thể về nhà được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Tôi thấy khỏe mạnh rồi bác sĩ à. Cháu gửi bác sĩ ít tiền thuốc mấy ngày qua. Chắc chỗ này chỉ đủ tiền thuốc. Cậu bé cất tiền đi, về mua gì tẩm bổ cho mẹ cậu. Tôi không lấy tiền của cậu đâu. Mẹ
Mẹ đã khỏe hẳn chưa mà đã làm việc rồi? Thuốc của bác sĩ đó tốt thật. Giờ mẹ khỏe lắm. Ây da, bác sĩ thật tốt bụng. Mẹ con mình nên gửi món quà gì đó để cảm ơn bác ấy chứ. Tiếc là nhà mình chả có món gì quý giá. Mùa đông đến rồi, con mới kiếm được gánh củi khô. Con gánh xuống để bác sĩ sưởi ấm. Ừ nhỉ, thế ngày mai con mang quà xuống gửi bác sĩ nhé. Vâng ạ. Cậu bé mang củi đến đây làm gì thế? Dạ, cháu mang biếu bác sĩ bó củi để sưởi ấm cho mùa đông ạ. Này cậu bé, bây giờ người ta nấu cơm bằng bếp ga. Ở đây có điều hòa rồi, không ai dùng cái này để sưởi nữa. Cậu thật là... thế ở đây không dùng củi ạ? À Lũ, cháu gánh bó củi này từ trên nhà cháu xuống đây cho bác sao? Vâng ạ. Nhà cháu chẳng có gì ngoài củi ạ. Đối với một bác sĩ như tôi, còn gì hạnh phúc hơn khi nhận được một tấm lòng như thế chứ? Cảm ơn cậu bé rất nhiều. Món quà của cậu thật là quý giá. Nó sẽ là kỷ vật không bao giờ quên trong đời tôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.